Xin chào tất cả anh em. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một kho dúi quái nha. Bắt câu nè anh em. Một kho dúi hàng chân rồi, bắt câu rất đẹp. 120. Vành 120 rồi, đế dài, đế dài bao nhiêu? Một kho dúi hoành mộc nha anh em. 200. Tổng bề đế dài là 2 mét nha anh em nha. Vành ở trên cốt kia là 120. Cao là 1m30 nha anh em nha. Đầu này là nó lũa anh em dân rồi cắt không. Hàng chân rễ rất là đẹp nha anh em. Tác phẩm rễ bắt cầu rất là quái nha anh em nha. Tay cành rễ nè. Rồi anh em thiện chí giao lưu nha anh em nha.